hai con trống luôn mà hai con trống không đá đâu. Mình lấy mình không có đem theo áo áo đựng các bạn, mình bỏ vô con mồi này đúng không, không có đem theo áo đựng. Bỏ con mồi vô cái áo luôn, cái lọc của nó luôn. Quá trời luôn, trời luôn mồi đó. Đem thêm con mồi vô như cần kia nữa. Cái mồi mình con nào cũng giữ hết, lên hết rồi. Đem mồi chín vô trong kia, mồi chín ở trong lòng cu trong. Mỗi nó không qua ta. Đây đây người ta tắt nhạc rồi, tắt nhạc rồi mình quay được rồi, không thấy xa quá. Kiếm thế là mình quay đỡ rõ hơn nữa. Hôm qua đi hết rồi, nhà cũng ta này.
ở bên kia dính thêm con nữa anh em. Lúc rút con mồi kia xuống dính hai con à, lấy đồ mình chụp lại, tại vì mình không có đem cái áo áo theo mình đựng nữa các bạn, áo chim á, đây dính hai con à, con mình bỏ vô với lại con mới nữa, hai con mình lấy xuống cho các bạn coi ha. Dính hai con luôn các bạn, mình bỏ vô một con, còn một con là dính ha. Mình đang treo con mồi đằng kia nữa kìa, đây là mồi mới lên của mình nè các bạn, con này bẫy được khá là nhiều bổi rồi các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha, xin mến chào mọi người và hẹn gặp lại. Đây nữa các bạn,
cũng mưa các bạn, nắng quá. Nắng bó mà ông chuyển à. Ngồi mình nó dỗ dữ quá mà con đường không nhảy nữa. Còn hai con các bạn. Ngồi nắng quá nó hạ họng luôn. Như xe tải ra các bạn, mình xích vô cho xe tải qua. Mình đút mồi. Đút mồi xuống các bạn, đút mồi xuống giờ mồi đi qua. Giờ mồi thì qua bảo đảm chắc là lập luôn. Trời ơi, ông chụp nắng à. Tiếng mưa à. Nó đang cự con mồi đằng kia. Trời sụp nắng rồi các bạn, đang bị mưa các bạn, mua hết căng à. Để mình coi giờ mấy giờ nữa. Gần 2 giờ các bạn, gần 2 giờ rồi, gần 14 giờ rồi. Thôi cũng mấy bên mến chào các bạn ha, chúc mọi người xem video được vui vẻ và thư giãn thoải mái ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.